chị sẽ trước đi. Tại vì tụi em đến đây với một tâm trạng hồ hởi, bởi vì bộ phim này rất là dễ thương, cho nên tụi em đã ngóng chờ từ rất lâu, từ lúc mà trailer đầu tiên được phát ra. Thì hôm nay cảm giác của em rất là hào hứng. Ê, chị bị dốc rồi, em nói phụ chị đi. Em cũng đang rất là hào hứng, tại vì đây là một bộ phim của anh Victor Vũ và em cực kỳ thích những sản phẩm của anh Victor Vũ, nên là em đang rất là hào hứng để có thể coi bộ phim Mắt Biếc. Vậy thì thời điểm ra mắt bộ phim cùng với lại thời điểm ra mắt bộ phim trẻ thì không biết thì hai em đã có những hy vọng cho bộ phim này và nghĩ rằng hai cái siêu phẩm chính là có một cái hy vọng thì em thấy là hai bộ phim nó hoàn toàn khác nhau. Thì nếu mà mình coi thì mình sẽ có một cái, nói chung là mình sẽ thích nhiều cái khác của hai bộ phim, nên là mình cũng không thể nào mình đánh giá khác nhau hay là như thế nào được. Chỉ có một cái là điện ảnh của Việt Nam mình ngày càng tốt, đó là cái điều mà em thấy rất là vui khi mà có thể thấy được hai bộ phim cực kỳ hay ra được cùng một lúc. Dạ, em thấy càng nhiều phim hay rằng càng ra thì em càng vui, bởi vì em được coi phim ké. Thì bình thường phim ké hả? Ý là em sẽ đi coi ủng hộ với mọi người để tăng doanh thu, rồi cũng như là để được vui vẻ hơn trong cuộc sống này. Dạ. Dự án nào hay là sắp tới mình có tham gia một dự án điện ảnh hoặc phim nào đó? Hiện tại thì em chưa được nói gì hết, nhưng mà em sẽ cố gắng nói sớm với mọi người biết, nhưng mà mọi người hãy chờ em một chút xíu nha, chỉ có mấy tuần nữa thôi là em sẽ được nói. Hiện tại thì em cũng rất muốn nói rất nhiều mà em không có dự án nên không nói được. Em cảm ơn. Dạ chưa. Dạ em cũng chưa có. Chị em này sẽ hẹn nhau một cuối tuần nào đó để đi xem phim chị em của cô giáo của em Kathy Uyên. Tụi em còn nhỏ nhưng mà tụi em thấy là rất là thích những cái cảnh như vậy, đòi hỏi những cái sự gọi là rất là cố gắng của các anh chị diễn viên, cho nên là tụi em rất là thích coi để có thể học hỏi theo ha. Dạ, đúng rồi. Học hỏi theo thì không, nhưng mà đó là nghệ thuật của một bộ phim, nên là em thấy em yêu nghệ thuật. Thật ra nó cũng không phải gọi là cảnh nóng giống như ngoài đời thiệt đâu, nó chỉ là phim ảnh thôi, nên là mọi người hãy coi nó với một cái ánh mắt thật là mở. Bạn nghĩ ở ngoài đời có một cái sói ca không? Sói ca của em là chị Trang. Cái gì vậy ba? Đây là mắt hiếp của em. Dạ đúng rồi. Hiện tại anh đang ở cái show của Mắt Biếc đó, thì trước đây anh có đọc qua tác phẩm Mắt Biếc chưa ạ? Và bản thân Lập thì chưa đọc qua tác phẩm Mắt Biếc, là bởi vì Lập cũng rất là sợ cái cảm giác mà hầu như là tất cả những người đã từng đọc sách và xem những bộ phim được chuyển thể từ sách sang điện ảnh, ví dụ như là Harry Potter hoặc là những cái sản phẩm rất là nổi tiếng của thế giới, thì luôn bị rơi vào cái tình trạng rằng là nó không giống như gì mà mình tưởng tượng. Cho nên là Lập giữ cái thanh xuân, một cái gọi là con số 0 ở trong lòng của mình, để mà mình đến với cái tác phẩm Mắt Biếc này của anh Victor Vũ, để mà mình có thể chiêm nghiệm những cái hình ảnh đầu tiên, những cái lời thoại đầu tiên và những cái thước phim mà anh Victor Vũ đã hiện thực hóa một cách đầu tiên, để Lập đến với đó một cách chân thành và chân tình nhất. Và khi sau khi xem bộ phim này thì Lập sẽ tìm cái tác phẩm Mắt Biếc về văn để mà Lập có thể đọc lại và chiêm nghiệm lại với những cái sự tưởng tượng khác của mình. Ấn tượng đầu tiên sau khi xem teaser của Mắt Biếc như thế nào ạ? Đối với Lập thì tất cả những cái trailer của anh Victor Vũ nó đều đó là những cái hình ảnh rất là ấn tượng. Đối với Lập là không biết như thế nào, nhưng mà khi mà anh Victor Vũ ra phim mà Lập rất là hào hứng luôn, là bởi vì từ rất là xưa rồi Lập rất là thích những gì mà anh Victor Vũ thể hiện về tất cả những thể loại, từ kinh dị đến trinh thám đến những bộ phim tình cảm ngôn tình, nó nhiều thứ lắm. Và Lập thấy rằng là anh Victor Vũ nó truyền cảm hứng rất là tràn đầy với những thể loại mà anh đã làm trong những thước phim của mình. Và anh Victor Vũ rất là khéo làm cái hình ảnh nó một cách chân thực nhất, điện ảnh nhất và nghệ thuật nhất. Dạ, nhân diễn viên chính hầu như là gương mặt mới, thì anh nghĩ là họ có lột tả được các diễn nhân vật và diễn tròn vai. Đối với Lập thì Lập cũng rất là mong tất cả mọi người thể hiện thật tốt cái vai diễn của mình, thì mình cũng có những cái kỳ vọng riêng cho mình thôi. Nhưng mà đối với Lập thì cũng không đặt quá cao so với diễn viên, là bởi vì tất cả các bạn đều là những cái nhân tố mới, cho nên là Lập muốn được khám phá những cái gì mà bạn có thể tỏ những cái sự mới mẻ, những cái sự giống như là còn chập chững chẳng hạn như vậy. Cho nên là đối với Lập, những gì mà anh Victor Vũ được thể hiện trong đây đó là một cái sự tài hoa của một người đạo diễn, nó không hoàn toàn nằm ở diễn viên. Là bởi vì từ trước tới bây giờ, nếu như mà mọi người để ý thì anh Victor Vũ không PR phim bằng diễn viên, mà ảnh PR bằng chính cái tài năng và cách xử lý đạo diễn của ảnh. Anh có nghĩ Mắt Biếc sẽ vượt qua doanh thu của Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, một tác phẩm khác của Victor Vũ hay không? Nói về dự đoán về doanh thu thì Lập
không dám dự đoán như thế nào cả. Lập chỉ mong rằng là tất cả mọi người hãy luôn ủng hộ những sản phẩm của Việt Nam, đặc biệt là những cái thước phim rất là chất lượng của anh Victor Vũ. Hy vọng tất cả mọi người, nếu như mà mình có mất niềm tin ở phim Việt thì hãy một lần nữa cho mình một cái cơ hội để mà mình đến với một cái tác phẩm rất là trong sáng, rất là thiện lành, để mình có những cái chiêm nghiệm về cuộc sống này một cách tốt đẹp hơn. Có thể cho em biết là dự án sắp tới của anh phải làm không? Hiện tại vào cuối năm rồi, cho nên là sau khi cái điện ảnh Pháp Sư Mù của Lập đã công chiếu xong thì bây giờ Lập quay trở lại với game show, với truyền hình, và cuối năm nay thì Lập tiếp tục quay trở lại với lại dự án Táo Quân Vĩnh Long 2020. Hy vọng tất cả mọi người theo dõi trên con đường làm nghệ thuật của Lập nhé. Anh có thể gửi